Nay mình giao hàng cho bạn Huỳnh Quốc Hòa ở khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, huyện Bến Lức, Long An. Huỳnh Quốc Hòa, Bến Lức, Long An. CC 585L. Cây này là cắt đồng lên 400mm vuông. 400mm vuông thôi chứ nó cắt không được lên tới 500 đồng nữa. 400mm vuông công nghệ modem. Kéo không? Chiều dài của nó là được khoảng 8 cấp, thấy không? Chiều dài tới đây là được 8 cấp. Giờ mình đóng hàng của bạn luôn nha.